Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga chặn biệt kích Ukraine, đổ bộ Crimea, Kiev tuyên bố đạt bước tiến ở phía Nam. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý. Ukraine tiếp tục nỗ lực tập kích vào các mục tiêu của Nga ở Biển Đen và bán đảo Crimea. Đây được cho là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm cô lập trung tâm hậu cần quan trọng này với lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Chiến thuật tấn công tổng hợp mới của không quân Nga khiến Ukraine lo lắng. Những cuộc tấn công kết hợp sử dụng máy bay không người lái và bom lượn đã gây bất ngờ hoàn toàn cho binh sĩ Ukraine và họ đang phải vất vả tìm cách đối phó. Ukraine tìm phương hướng tự vũ trang, giải quyết vấn đề sống còn. Sự đồng lòng ủng hộ từ Mỹ và phương Tây cho lực lượng Ukraine đang bắt đầu chứng kiến những thách thức khi mối rạn nứt bắt đầu lộ rõ xung quanh việc viện trợ cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Tự chủ có phải là lối đi mà Ukraine đang lựa chọn? Hệ lụy từ cơn địa chấn đồi Capitol. Việc ông Kevin McCarthy bị cách chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ ở thời điểm hiện tại có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng tới chính trị nội bộ của xứ Cờ Hoa. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga chặn biệt kích Ukraine, đổ bộ Crimea. Các máy bay của không quân Nga đã ngăn chặn một nhóm biệt kích của Ukraine tìm cách tiếp cận mũi Takhankut ở phía tây bán đảo Crimea rạng sáng ngày 4 tháng 10. Rạng sáng ngày 4 tháng 10, chúng ta đã ngăn chặn quân Ukraine tìm cách tấn công vào các cơ sở của Nga. Ở khu vực Tây Bắc Biển Đen, các máy bay của không quân Nga đã ngăn chặn nhóm biệt kích Ukraine di chuyển bằng một xuồng cao tốc và 3 mô tô nước hướng tới mũi Takhankut nhằm đột kích hướng Crimea. TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trong một diễn biến khác, các đơn vị phòng không Nga cũng phát hiện và bắn hạ 31 máy bay không công gây ra một số tổn thất dân sự, phá hủy nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Theo Ukrinform, trong số 15 UAV trên, lực lượng phòng không Ukraine đã 11 lần tấn công vào các cụm tập trung nhân lực và khí tài của đối phương, làm hư hại Ukrinform. Trong ngày qua, quân Nga đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào thành phố Mariinka và Novomikhailivka. Tại chiến trường tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine, quân Nga cố thủ và đẩy mạnh đà tiến nhằm chiếm lại những vị trí đã mất, song không thành công. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine tại Zaporizhia lại đẩy mạnh đà tấn công vào thành phố Melitopol và khiến cho quân đối phương chịu nhiều thiệt hại. Tại chiến trường các tỉnh Sumy, Chernihiv, Lugansk và Kherson, các lực lượng Ukraine thực hiện hơn 100 cuộc pháo kích, phá hủy nhiều nhà dân và khiến nhiều dân thường bị thương. Chiến thuật tấn công tổng hợp mới của không quân Nga khiến Ukraine lo lắng. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga gần đây đã triển khai chiến thuật tấn công mới trên chiến trường Ukraine. Một số ấn phẩm truyền thông quốc tế sau khi dẫn lời các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa tin về chiến thuật tấn công mới được không quân Nga thực hiện. Theo mô tả, những cuộc tấn công kết hợp sử dụng máy bay không người lái và bom lượn đã gây bất ngờ hoàn toàn cho binh sĩ Ukraine và họ đang phải vất vả tìm cách đối phó. Cụ thể, quân đội Nga đang tấn công các mục tiêu của Ukraine trong khu vực Sumy bằng cách sử dụng đồng thời máy bay không người lái cảm tử Gerdan 2 và bom lượn tích hợp mô đun điều khiển và hiệu chỉnh CMPC. Báo chí Ukraine đã đưa tin về hiệu ứng choáng váng mà các quân nhân nước này phải chịu đựng sau khi trở thành đối tượng của những cuộc tấn công như vậy từ phía Nga. Cần lưu ý rằng, các máy bay ném bom tiền tuyến thả bom bằng cách chủ động luồn sâu vào không phận phía trên lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát, cho phép họ tấn công các mục tiêu ở sâu phía sau đường dây tuyến. Điều này một lần nữa khẳng định cuộc khủng hoảng trong lực lượng phòng không của quân đội Ukraine khi máy bay Nga hoạt động trên bầu trời đối phương mà không phải chịu tổn thất. Trước thực tế trên, chính quyền Kiev có lý do khi lo ngại rằng nếu không được viện trợ thêm nhiều hệ thống phòng không từ phương Tây, tần suất các cuộc không kích sẽ bắt đầu tăng lên, trong khi các máy bay ném bom của lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ hoạt động sâu hơn mà không lo bị cản trở. Bên cạnh tên lửa phòng không, các quan chức Ukraine còn đang hối thúc NATO nhanh chóng bàn giao cho họ tiêm kích hạng nhẹ F-16 để có thể phòng ngự một cách chủ động hơn khi cho chiến đấu cơ lên chặn máy bay ném bom tầm xa của Nga trước thời điểm chúng kịp cắt bom. Ukraine tìm phương hướng tự vũ trang, giải quyết vấn đề sống còn. Trong tuần vừa rồi, các lãnh đạo Ukraine đã gặp mặt hàng trăm quan chức của ngành công nghiệp quốc phòng và các nhà hoạch định chính sách của các nước đồng minh. Mặc cho bóng tên lửa của Nga bao trùm thủ đô Ukraine, diễn đàn quốc phòng công nghiệp quốc tế vẫn được tổ chức, gợi lại hình ảnh những hội nghị được tổ chức nhiều lần mỗi năm tại Washington và London. Nhưng hội nghị lần này có tầm quan trọng lớn hơn cả. Ukraine đang chứng kiến các nước hậu thuẫn cạn kiệt nguồn ngân sách viện trợ khí tài và những nước khác ngày càng ái ngại về việc đầu tư nhiều hơn và hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến này. Với nước đi nhắm thẳng vào các công ty sản xuất khí tài trên toàn thế giới,
Ukraine đang cố tự làm chủ tình hình. Pavel Vakhnevsky, thành viên của COSA Intelligence Solution tại Kiev cho biết, đây là vấn đề sống còn. Kỳ vọng của Ukraine về việc phụ thuộc vào viện trợ từ các nước đối tác là có hạn, khi quyết định của các nước này có thể bị lật ngược chỉ sau một kỳ bầu cử. Khi bắt đầu hội nghị, ông Volodymyr Zelensky đã phát biểu về các thỏa thuận đồng sản xuất đã bắt đầu được đưa vào thương lượng với các nước đối tác và ông đã đặt ra một khoản đầu tư trong ngân sách quốc gia nhằm hỗ trợ những nỗ lực hợp tác này. Cựu CEO của Google, ông Eric Schmidt, cũng phát biểu tại sự kiện này cùng với Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg. Ukraine lâu nay vốn đã là một gã khổng lồ về công nghiệp với khả năng sản xuất máy móc hạng nặng, động cơ cho tàu chiến và máy bay quân sự của Nga, cùng với các xe bọc thép, máy bay và khí tài cá nhân. Nhiều cơ sở sản xuất đã bị hư hại trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vẫn tìm tới các công ty quốc phòng của phương Tây để đạt được những thỏa thuận về đầu tư và xây dựng dây chuyền tại Ukraine trước khi cuộc xung đột kết thúc. Hai nhà thầu quốc phòng của châu Âu đã khẳng định sẽ tham gia. Rheinmetall, một công ty sản xuất khí tài của Đức cho biết họ sẽ hợp tác với công ty sản xuất khí tài quốc gia Ukraine, Ukroboromprom, giúp họ sản xuất xe tăng và xe bọc thép. BAE của Anh cũng đã tuyên bố sẽ mở văn phòng tại Kiev và đang tìm phương hướng đặt ra dây chuyền sản xuất pháo cỡ 105 ly tại Ukraine. Pháp cũng là một quốc gia đang có phản hồi tích cực về ý tưởng hợp tác sản xuất. Khoảng 20 lãnh đạo doanh nghiệp Pháp đã ghé thăm Kiev cùng lãnh đạo lực lượng vũ trang Pháp Sébastien Lecornu để tham gia cuộc họp với các đại diện từ hơn 250 công ty tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Séc cũng đã có mặt tại sự kiện với phái đoàn lớn, thể hiện quan điểm đầu tư triệt để giúp Kiev đẩy lùi Nga. Công ty quốc phòng lớn nhất của Cộng hòa Séc trong nhiều tháng qua đã tạo việc làm cho người Ukraine tại các nhà xưởng của họ, sản xuất hàng loạt các kính nhìn đêm, đạn và các loại khí tài trong thỏa thuận hợp tác sản xuất với các công ty của Ukraine. Một quan chức của Séc tham gia sự kiện này đã cho biết họ muốn di chuyển dây chuyền sản xuất này tới Ukraine càng sớm càng tốt. Daniel Vajdic, giám đốc của Georgetown Solution cho biết những quyết định này là một phần trong những nỗ lực ngày càng lớn của các quan chức Ukraine để đưa Ukraine trở thành Israel của châu Âu, tự túc nhưng có sự hỗ trợ từ các nước khác. Những nỗ lực này sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận hợp tác sản xuất giúp củng cố khả năng sản xuất của khu vực trong giai đoạn đầu và sau đó là khả năng sản xuất của Ukraine nếu có thể. Lãnh đạo của Kiev mong muốn đẩy nhanh các bước đó càng sớm càng tốt. Một sự khẩn cấp càng được củng cố bởi những bình luận của các quan chức phương Tây trong những tuần vừa qua về việc viện trợ quân sự đang cạn kiệt và các nước đồng minh đã không kịp gia tăng sản xuất để bắt kịp nhu cầu tiêu thụ. Một quan chức châu Âu đã đưa ra phát biểu ẩn danh về tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết chúng tôi không thể cứ viện trợ bằng kho khí tài dự trữ của mình mãi được. Quan chức này cho biết cuộc chiến tại Ukraine vẫn nhận được sự ủng hộ của công chúng cũng như sự ủng hộ của cộng đồng chính trị, nhưng họ đã viện trợ hết mức trong giới hạn để không ảnh hưởng tới nền an ninh quốc gia. Sau 18 tháng chiến sự căng thẳng, nguồn dự trữ khí tài của châu Âu đang dần cạn kiệt. Tuy nhiên, một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết có nhiều hy vọng đang nổi lên về khả năng các nước có thể bắt tay tìm hướng giải quyết. Việc nguồn dự trữ cạn kiệt là không tránh khỏi, nhất là với quy mô các gói viện trợ cho Ukraine. Điều khiến chúng tôi lo ngại là về khả năng các nước đối tác không có phương án giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, toàn thế giới đang sẵn sàng hợp tác và củng cố các cơ sở sản xuất công nghiệp. Sự hứng khởi này cũng đối mặt với thực tế rằng các công ty và cả các quốc gia sẽ mất rất nhiều thời gian để đổ tiền vào các dây chuyền có sẵn cũng như xây dựng những dây chuyền mới. Thái độ của Nga và tốc độ hiện đại hóa quân đội tới chóng mặt của Trung Quốc đều đã khiến các quốc gia hậu thuẫn Ukraine lớn nhất phải nhìn vào những trang thiết bị của Ukraine và băn khoăn về việc Ukraine cần những gì. Mặc dù các chính phủ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine nhằm bào mòn cỗ máy chiến tranh của Nga, họ cũng lo ngại về phần còn lại của mình trong trường hợp chủ quyền của chính họ bị thách thức. Đại tướng Stefan Miller, tham mưu trưởng không quân và lực lượng không gian Pháp tại Washington đã cho biết sau 2 năm chúng ta cần phải có một cuộc thảo luận mới vì chúng ta không thể cứ liên tục viện trợ và chứng kiến trang thiết bị của chúng ta bị phá hủy tại Ukraine được. Hiện tại đang có một số lựa chọn đàm phán giữa Ukraine và các công ty khác và sau đó là phương diện tài chính mà Pháp có thể giúp đỡ chi trả, giúp đặt ra các dây chuyền sản xuất. Càng thêm dầu vào lửa là việc Ba Lan gần đây tuyên bố sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine nhằm đảm bảo củng cố khả năng quốc phòng của chính họ trước. Một tin dữ cho Ukraine lại vừa được đưa ra trong cuối tuần vừa rồi, sau khi Quốc hội Mỹ đề ra một thỏa thuận cho ngân sách tạm thời của chính phủ Mỹ, nhưng cắt giảm hàng tỷ đô khỏi viện trợ cho Ukraine. Sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine, một sáng kiến đằng sau các gói viện trợ đưa hệ thống khí tài của Mỹ tới Ukraine, đã gần như cạn kiệt ngân sách. Bộ Quốc phòng vẫn còn lượng dự trữ khí tài có thể gửi tới Ukraine với trị giá 5,4 tỷ đô, nhưng cũng đang thiếu ngân sách để tái bổ sung nguồn dự trữ cho chính nước Mỹ.
Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời về quy mô sản xuất khí tài mà Ukraine có thể đạt được, trong khi tên lửa của Nga vẫn đang tiếp tục tàn phá cơ sở hạ tầng quan trọng. Cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, ngay cả khi các nước đối tác đang bắt đầu lo ngại về lượng khí tài họ còn có thể viện trợ. Kiev giữ vững quan điểm rằng không có lựa chọn nào khác ngoài tìm các công ty giúp họ tự sản xuất khí tài. Hệ lụy từ cơn địa chấn đồi Capitol. Ngày 3 tháng 10, với 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống, các hạ nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quyết định cách chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Trước đó, Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát Hạ viện với đa số sít sao 221 ghế so với 212 ghế của Đảng Dân Chủ. Trong bối cảnh đó, chỉ cần 5 người nổi loạn là có thể đe dọa quyền lực của ông McCarthy một khi tất cả các đảng viên Đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu phế truất. Kịch bản này đã xảy ra khi có 8 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cùng 208 hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã ủng hộ đề xuất làm trống vị trí Chủ tịch Hạ viện của hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại bang Florida, ông Matt Gaetz. Ngay sau đó, ông McCarthy chỉ trích ông Gaetz vì hành động tư thủ cá nhân. Sau khi hạ nghị sĩ bang Florida này bị điều tra vì cáo buộc phạm tội, cựu Chủ tịch Hạ viện nói ông đã mất việc vì tuân thủ pháp luật và sự tiếp nối của chính phủ. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Matt Gaetz đã phủ nhận các cáo buộc này, khẳng định hành động của mình là nhằm ngăn chặn thất bại chính sách của McCarthy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện Mỹ loại bỏ lãnh đạo của mình. Ngày 19 tháng 3 năm 1910, cơ quan lập pháp này từng cố gắng làm điều tương tự, song Chủ tịch Hạ viện Joseph G. Cannon của Đảng Cộng Hòa đã vượt qua cuộc bỏ phiếu này. Ngoài ra, Kevin McCarthy đã trở thành Chủ tịch Hạ viện có thời gian đương chức ngắn nhất nước Mỹ trong gần 150 năm qua, với 269 ngày, từ ngày 7 tháng 1 tới ngày 3 tháng 10 năm 2023. Trước đó, năm 1875, ông Michael C. Kerr chỉ phục vụ trên cương vị này vỏn vẹn 258 ngày. Kỷ lục ngắn nhất được ghi nhận là ông Theodore Pomeroy, người chỉ đảm nhận cương vị này trong một ngày, đó là ngày 3 tháng 3 năm 1869. Chính trị gia này đã được phê chuẩn để lấp chỗ trống sau khi hạ nghị sĩ Traylor Colfax từ chức để trở thành phó tướng của Tổng thống. Tuy nhiên, đây là điều hạ nghị sĩ này chấp nhận khi đã công bố sẽ nghỉ hưu vào ngày 4 tháng 3. Với kết quả này, đồng minh của ông McCarthy, hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Patrick McHenry đảm nhận vị trí tạm quyền, song ông chỉ có thể tại vị trong 3 ngày. Vậy sự kiện này sẽ tác động như thế nào tới nội bộ chính phủ Mỹ? Đầu tiên, việc Chủ tịch Hạ viện của Đảng chiếm đa số tại cơ quan lập pháp này bị phế truất do chính nghị sĩ Đảng này khởi xướng sẽ gây tổn hại đoàn kết nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Sự kiện trăm năm có một này cũng tác động tiêu cực tới vị trí của Đảng trong Hạ viện và Thượng viện. Ngoài ra, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nỗ lực của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Thứ hai, sự kiện này minh chứng rõ nét nhất cho những rắc rối bủa vây lưỡng viện của Mỹ trong thời gian gần đây. Trước đó, Thượng nghị sĩ kỳ cựu của Đảng Dân Chủ Bob Menendez đã phải rời vị trí đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ để tham gia phiên xét xử các cáo buộc chống lại ông về tội tham nhũng. Ông Menendez bị cáo buộc đã chia sẻ bản vẽ chi tiết về trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập thông qua vợ mình với một doanh nhân của đất nước Bắc Phi. Người sau đó đã gửi thông tin này cho Cairo. Ngoài ra, ông bị cho là đã công bố những thông tin nội bộ liên quan tới viện trợ của Mỹ dành cho Ai Cập. Thứ ba, việc ông McCarthy mất chức Chủ tịch Hạ viện có thể giảm bớt rào cản đối với chính phủ hiện tại, song sẽ đặt ra các thách thức khác không kém phần phức tạp. Trước hết, dù ông McCarthy gây khó khăn cho chính quyền ông Joe Biden, song đây vẫn là người mà các quan chức Nhà Trắng đã quen mặt. Quan trọng hơn, sự thay đổi ở Hạ viện có thể khiến việc tìm kiếm thỏa thuận về ngân sách chính phủ cuối cùng trở nên khó khăn. Trước đó, cơ quan lập pháp do McCarthy lãnh đạo chỉ thông qua ngân sách tạm thời với số phiếu sít sao. Trong bối cảnh đó, việc ông McCarthy bị cách chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào thời điểm này có thể để lại hệ quả nghiêm trọng tới nội bộ của xứ Cờ Hoa. Mỹ đối mặt nguy cơ quốc hội treo sau khi Chủ tịch Hạ viện McCarthy bị phế truất. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 3 tháng 10 đã bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu có 102 tại Hạ viện Mỹ nhằm bãi nhiệm người đứng đầu cơ quan này. Đáng chú ý, trong số những lá phiếu thuận có 8 phiếu đến từ Đảng Cộng Hòa, nơi ông Kevin McCarthy là thành viên. Kết quả cuộc bỏ phiếu không chỉ đặt ra những thách thức đối với Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới, mà còn đặt nước Mỹ trước nguy cơ một quốc hội treo với nhiều vấn đề nóng bị đình lại. Phản ứng trước kết quả cuộc bỏ phiếu, một số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã bày tỏ sự thất vọng và cho biết không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi ông McCarthy bị phế truất khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện. Đại diện Đảng Cộng Hòa Brian Stein cho biết một số ít các thành viên Đảng Cộng Hòa đã khiến chúng ta rơi vào tình cảnh hoảng loạn. Họ không có kế hoạch để tiến lên, không quan tâm tới những gì đang xảy ra. Sẽ có rất nhiều thứ để xem xét trong vài ngày tới, bởi chúng ta có quá nhiều việc cần giải quyết. Từ biên giới giữa Mỹ-Mexico, nợ quốc gia, chi tiêu thâm hụt,
tới lạm phát, cuộc chiến năng lượng. Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện với đa số siết sao 221-212 và chỉ cần có 5 người nổi loạn là có thể đe dọa quyền lực của ông McCarthy nếu tất cả các thành viên dân chủ tại Hạ viện cùng bỏ phiếu phế truất, và kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra. Thách thức trước mắt đối với Đảng Cộng hòa là tìm ra một ứng cử viên tiềm năng và có đủ khả năng thay thế ông McCarthy và vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện dự kiến vào tuần tới. Trong một tuyên bố ngay tối ngày 3 tháng 10, ông McCarthy cho biết ông sẽ không tái tranh cử ngay cả khi các quy định của Quốc hội cho phép ông làm như vậy. Làm điều đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều đó là cần thiết. Tôi không hối hận vì đã đứng lên lựa chọn chính phủ thay vì phàn nàn. Đó là trách nhiệm của tôi. Chính phủ được tạo ra để tìm sự thỏa hiệp. Tôi không hối tiếc về nỗ lực xây dựng liên minh và tìm giải pháp. Tôi được nuôi dạy để giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo ra chúng. Tôi tin rằng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng có thể theo một cách khác. Tôi sẽ không tranh cử chức chủ tịch Hạ viện nữa. Theo giới quan sát, việc thiếu vắng vị trí lãnh đạo nhiều khả năng dẫn tới bế tắc tại Quốc hội Mỹ trong việc hoạch định chính sách. Vì về nguyên tắc, Hạ viện sẽ không thể thông qua bất cứ dự luật nào cho tới khi vị chủ tịch mới được bầu ra và tuyên thệ nhậm chức. Trong phát biểu đầu tiên, sau khi chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện nhanh chóng bầu ra người thay thế. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định ông luôn mong muốn làm việc với cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách quốc gia. Những cuộc tranh cãi tại Quốc hội gây ra một số hậu quả và vụ mới nhất trước mắt có thể dẫn tới một đợt hạ bậc tín dụng khác, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ. Trong mùa hè, tranh cãi giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa suýt khiến Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên kể từ khi quốc gia này được thành lập cách đây gần 250 năm. Sau đó vào cuối tuần qua, chính phủ đã tránh được việc đóng cửa trong gang tấc nhờ một thỏa thuận mà chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được với đảng Dân chủ. Tuy nhiên, động thái chỉ giúp duy trì nguồn tiền cho chính phủ cho tới giữa tháng 11 và tất cả đều đang theo dõi các diễn biến tại Hạ viện Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Patrick McHenry, sinh năm 1975, đại diện của bang Bắc Carolina, sẽ tạm thời đảm nhận vị trí quyền chủ tịch Hạ viện cho tới khi cơ quan lập pháp này bầu ra nhà lãnh đạo mới, dự kiến vào tuần sau.